Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc làm đẹp tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu về một trong những dòng sản phẩm dành cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi Đó chính là dòng sản phẩm kem sâm đỏ Mygon đến từ Hàn Quốc nhé Dòng sản phẩm kem dưỡng da sâm đỏ Mygon đến từ Hàn Quốc là một trong những dòng sản phẩm gần như là nó đi cả bộ với cả cái sữa rửa mặt sâm đỏ mà lần trước anh có giới thiệu tới các bạn rồi. Và những cái dòng sản phẩm sâm đỏ này thì chuyên dành cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi, nghĩa là lúc này thì da của chúng mình đã bắt đầu lão hóa rồi và xuất hiện các vết nám tàn nhang nhang và với dòng sản phẩm này thì chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi này kết hợp với lại là dâu tằm vitamin A vitamin E thế nên là khi chúng mình sử dụng dòng sản phẩm này thì nó sẽ có công dụng là không chỉ dưỡng ẩm cho da thôi mà nó còn có tác dụng là ngăn ngừa các vết nám tàn nhang xuất hiện trên da rồi là ngăn chặn dấu hiệu lão hóa sớm đến với chị em chúng mình trên thực tế thì nó dưỡng ẩm, cung cấp nước, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho da vô cùng là tốt. Và quan trọng nữa, khả năng đánh bay các vết nám tàn nhang của dòng sản phẩm này thì cũng vô cùng là tuyệt vời. Và nếu như mọi người thì hay phân ra rằng là kem dưỡng da phải có là kem ngày, kem đêm đúng không? Nhưng mà với cái dòng sản phẩm với cái em dưỡng da Sâm đỏ Mygo này thì mình có thể là dùng chung được. Tuy nhiên thì oanh vẫn khuyên rằng buổi tối trước khi đi ngủ chúng mình nên dùng kem này. Còn nếu mà vào ban ngày, chị em phụ nữ mình mà hay trang điểm này, hay makeup ấy thì không nên bôi đâu nhá, bởi vì như thế nó khá là phí kem ấy mà nó còn chẳng có tác dụng nữa, chỉ có trong trường hợp là mình không trang điểm và mình không phải đi ra ngoài đường nhiều thì mới nên dùng sản phẩm này thôi. Còn nếu như mà mình trang điểm thì đừng nên dùng và quan trọng nữa là dòng sản phẩm kem dưỡng da sâm đỏ Maygold đến từ Hàn Quốc này là một trong những dòng mỹ phẩm mà các chị em phụ nữ trên 25 tuổi Hàn Quốc dùng khá là nhiều bởi vì bên cạnh việc nó cân bằng ẩm cho da cung cấp độ ẩm cho da nhất là đối với những chị em phụ nữ da khô thì dòng sản phẩm này nó còn có một cái công dụng phải nói là vô cùng tuyệt vời đó chính là tạo nên màng chắn bảo vệ cho lớp da của mình và ngăn chặn các tia cực tím hay là các tác nhân gây hại từ môi trường tác động lên da của mình Thế nên là với dòng sản phẩm này thì mình dùng nó không chỉ có tác dụng là dưỡng da cho mình trẻ hóa làn da đâu Mà nó còn có công dụng là làm trắng da cho mình nữa này Nhất là đối với những chị em phụ nữ mà da của mình hơi nó hơi tối một chút Thì anh khuyên rằng mình nên dùng sản phẩm này Và khi dùng thì mình nên dùng kèm với sữa rửa mặt sâm đỏ Thì như thế thì công dụng của nó sẽ được đẩy lên cao hơn Và với dòng sản phẩm này thì um, Đây để anh mở ra Thiết kế của nó thì cũng khá là sang và cái mùi đặc trưng của nó chính là mùi sâm của Hàn Quốc Thế nên là khi mà chúng mình dùng ấy thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm Bởi nó sẽ không có những cái tác dụng phụ như mà chúng ta như mà chúng ta vẫn hay tưởng đâu Đây cái kem của nó thì cái màu kem đặc trưng của Hàn Quốc đó là màu trắng Và cái mùi của nó thì đúng là đặc trưng mùi sâm luôn Nó không nó rất là thơm và dễ chịu Thế nên là khi mà mình dùng sản phẩm này thì Oanh khuyên rằng Mình nên dùng một ngày hai lần và hơn nữa dòng sản phẩm này có thể dùng cho mọi độ tuổi từ 25 tuổi trở lên và không gây kích ứng da Thế nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm nhé Và với dòng sản phẩm tuyệt vời như thế này thì anh khuyên rằng chúng mình nên mua tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Bởi các sản phẩm tại đây thì được nhập khẩu chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc này Và quan trọng hơn nữa là khi chúng mình mua sản phẩm tại đây thì sẽ được bảo hành và chăm sóc trong quá trình dùng Và để mua sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc thì có 3 phương thức Phương thức thứ nhất là mình có thể gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 hoặc là 0904 428 để được tư vấn miễn phí. Phương thức thứ hai chúng mình có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop 24 h com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng chúng mình có thể đến trực tiếp cửa hàng của siêu thị Hàn Quốc tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn, nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho dòng sản phẩm kem dưỡng da sâm đỏ Mygon đến từ Hàn Quốc này. Và với một trong ba cách mà ông anh vừa chia sẻ như vậy thì chúng mình đã sử dụng trong tay sản phẩm tuyệt vời này rồi. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không sử dụng ngay. Hãy liên hệ ngay tới siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ để sở hữu trong tay dòng sản phẩm tuyệt vời này nhé. Và hy vọng với những thông tin mà anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đây sẽ là một trong những dòng sản phẩm tuyệt vời dành cho những bạn nữ trên 25 tuổi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye!